đội chơi phải học thuộc lòng một khúc hát được chỉ định. Một thành viên của đội chơi phải đứng trên một chiếc thuyền nhỏ trên sông, thành viên còn lại đứng trên bờ. Hai thành viên đội chơi phải vừa hát vừa diễn khúc hát được chỉ định theo đúng sự hướng dẫn của người giám sát. Anh chị phải hát và diễn trước để tụi em nhìn theo. Dạ. Hồ khoan khoan hơi mới bàn số con ơi là hồ thiếp gặp chàng già mừng hớn hở. Chàng gặp thiệp như ma hóa nở trên bồn. Hồ khoan ơi là hồ khoan ơi hồ khoan, nghiêng tai mà hỏi với trái khôn, thấy mẹ ở nhà đã xưa là ở châu. Xưa là ở châu. Ở là hồ. Xưa châu xây bồn mà mô ơ. Sinh nọ thiếu chi nơi mà loan mà chiều kể. Hát giọng Quảng Bình mà Vinh thì đặt miền Tây luôn giọng á, cho nên khi mà đọc được cái lời và nghe hai anh chị kia hát qua một lần thì coi như là không biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Em đừng chê, em đừng chê anh nghèo mà trao đấu. Chết rồi, dòng miền Tây rặt luôn, bây giờ nó dòng miền Trung rồi sao mà em nói được. Em đừng chế anh nghèo mà trao đậu lương thân. Mà trao đậu lương thân. Em đừng chế anh nghèo mà phần trao phần của nữ thì dễ hơn, thành thử là khó hơn cho bạn nam. Đến em đừng có được ơ hơ với mẹ khiến em đừng có thương anh cỏ. Khiến em đừng có thương anh. Khiến em đừng có thương anh. Em đừng chê anh nghèo mà trao đậu lưỡng thân. Trao đậu em. Trao đậu lưỡng. Trào trào. Trào. Em được trào. Trào luôn, thành nặng em hết. Em đừng chê anh nghèo mà trao đậu lưỡng thân. Mình nghe nó một cái giai điệu nó quá xa lạ. Đặc biệt là cái giọng đặc trưng thì coi như là rất khó khăn, thật sự rất khó khăn. Nghiêng tay mà hỏi vợ trái khôn ở nhà ba mẹ xây châu chưa là hồ, xây châu xây bốn chưa là hồ. Ô là hồ ơi là khoan ơ là hồ, anh nọ thiệu chi nơi màng hoang mà thiếu không được. Em quên lời rồi. Thôi em học lại. Đội chơi phải lấy số thứ tự để thực hiện thử thách này. Ngày đội chơi phải học thuộc một khúc hát được chỉ định. Hai thành viên đội chơi phải vừa hát vừa diễn khúc hát chỉ định theo đúng sự hướng dẫn của người giám sát. Đội chơi hát và diễn đến khi người giám sát chấp thuận mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận mật thư tiếp theo. Trước giờ không hát cái thể loại này mà nhiều khi những cái từ ngữ địa phương mình cũng chả hiểu trong nó viết cái gì nữa. Còn riêng đối với Harry thì nó phức tạp hơn nữa, tại vì chữ thì không thể nào thuộc được rồi. Và cái giai điệu ngoài cái nghe họ cũng không biết phải nhấn nhá ở đâu. Thiếp gặp chàng già mừng hớn hở. Ủa cái này không hát. Thiếp gặp chàng già mừng hớn hở. Cái này không có hát đúng. Không có đúng dấu à? Ở đây là không bỏ dấu đi. Thì anh làm cái dấu nó lên đi. Bỏ dấu anh làm như thế. Khoan hở. Khi mà được vào gặp cô chú là người giám sát và là người dạy hát thì hai đứa kiểu rất là bàng hoàng, là cả hai đứa cùng phải hát. Và hát ở đây không phải là một cái bài hát như kiểu là Quảng Bình quê ta ơi, mà là hò khoan cái gì. Ôi chết rồi, không hát được cái này rồi. Hò khoan như nào má ơi, câu đầu tiên như nào? Đơn, thậm chí người Việt Nam cũng không đọc được mà em làm rồi, sao hát như vậy được. Hò khoan ơi, khoan ơi, mới bạn số ơi, hồ khoan ơ la hồ. Trong những cái nhiệm vụ này thì phân chia ra mạnh hát giọng nam và Sơn hát giọng nữ, tại vì Sơn thì hát tốt hơn nên là Sơn có thể đóng cái vai nào cũng ok hơn. Mạnh trang giả mừng hớn hở, trang gặp kiếp như ma. Mời bạn số hồ khoan ơ là hồ. Vì Harry không thể nào đọc được cái chữ này nên phải thêm thời gian để học thuộc. Thì không chi sao thuộc.
Đó, cho nên là phải nhờ anh hát lại một lần để cho nhớ cái giai điệu. Ôi, thiếp đứng trên này, thiếp ơi. Thiếp đứng trên này, chàng xuống dưới thuyền. Ơ, chàng xuống. Nam đứng dưới. Nào chàng, cẩn thận chàng ngã lại con cu đơ rồi giờ, chàng xuống đi. Hai đứa cũng hát hai, ba. Ô là hô, ô là hô, thiếp gặp chàng dạ mừng hớn hở. Chàng gặp thiếp như hoa nở trên bồn. Hồ Khoan ơi, Hồ Khoan ơi, là Hồ Khoan. Hai đứa thì thông thuộc, nên là cứ xuống hát tinh ta linh tinh. Thì Diệp Anh thì múa may. Không rồi chú phát biểu. Cảm ơn các cháu. Các cháu đọc rap rất là hay. Hai đứa kiểu xấu hổ quá, ơi xấu hổ quá. Nào các bạn xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Vâng ạ. Xin mời. Ơ Hồ Khoan ơi, Hồ Khoan, Ơ Hồ Khoan ơi, Hồ Khoan. Trời ơi em chẳng thuộc cái chi mô Hồ Khoan. Nào dừng lại. Các bạn không thể đua được. Em không nhớ gì cả. Bây giờ các bạn không thuộc thì các bạn bị phạt 10 phút để học lại. Do hai đứa không có đọc kỹ mật thư. Trong mật thư thì nói là phải học thuộc. Vừa em nghĩ cầm giấy. Nên hai thằng như kiểu là mất hết binh khí. Chàng gặp thiếp mà như hoa lở trên hơ bồn. Lần thử đầu tiên và học thuộc lòng bài hát đó trong vòng 10 phút thì nó quá là khó khăn. Bởi vì nó có những cái câu hò nó rất là khó nhớ. Em đừng trồ anh nghèo mà trao đầu lưỡng thưng. Em chờ nghe thầy với mẹ ơi là hồ. Thở phào nhẹ nhõm. Tại vì với một người mà giọng miền Tây như Vinh, thật sự rất là khó để mà phát âm những cái từ ngữ đặc cái giọng miền Trung, rồi cộng với cái giai điệu đó nữa. Lần đầu tiên mình nghe thì thực sự khi mà được đưa cái mật thư đi tiếp theo á thì cảm thấy rất là vui. Đội chơi tìm đường đến cửa hang Động Thiên Đường, Quảng Bình. Động Thiên Đường là một động thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 60 km. Động đã được tìm thấy vào năm 2005 với những khối thạch nhũ và măng đá kỳ ảo. Đây là một di sản quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh Quảng Bình. Tất cả các đội chơi phải tìm tới Động Thiên Đường để thực hiện lộ trình tiếp theo. Tại đây, đội chơi sẽ phải đếm số bậc thang gỗ trong khu vực được đánh dấu của chương trình mà không được phép sử dụng bất cứ một sự hỗ trợ nào. Đưa ra con số đúng, họ sẽ nhận được mật thư để đi tiếp.